nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng máy điện xe mới của Panda, model là HD90. Sản phẩm này thì có motor 100% điện đồng, được sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản. Bây giờ chúng ta sẽ khui thùng xem thử bên trong có những phụ kiện gì nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có là khung áp lực cao, dây nước. Đây là dây xịt áp lực cao, dây này thì dài 9 mét. Đây là đầu nối nước và cấp nối nhanh, đầu lọc rác. Cấp nối dài của hóa chất. Và đây là bên trong máy. Chúng ta sẽ thấy màu mã của máy rất là đẹp. Đây là đồng hồ áp của máy. Và đây là thông số của máy. Máy thì sử dụng điều điện thế 220V. Công suất của máy là 2000W và điều khiển hoàn thiện ở 153. Đây, cái này thì chúng ta sẽ có những công tắc, tắt mở và nút điện xét. Bây giờ tôi sẽ lắp máy và đem máy cho các bạn xem. Đầu tiên thì ta sẽ lắp dây nối nước vào trong cơ nối nhanh. Ta sẽ lắp cơ nối nước vào trong máy. Cái thật chặt và lắp cơ nối nhanh vào. Theo ta sẽ lắp đầu lọc áp vào trong dây hút. Ta sẽ bỏ vào trong xô nước. Tiếp tục ta sẽ lắp dây áp lực cao vào trong đầu xả của máy. Điều chỉnh được độ xe của chúng và các xoay núm hoàn ở phía trên và điều chỉnh ngược lại để thu nhỏ cái kia nước lại. Đây là sẽ
cách lắp hóa chất. Chúng ta sẽ cho hóa chất vào trong bình này và lắp ở đầu súng. Khi xịt thì nước sẽ vào trong bình và xúc bình để phun hóa chất ra ngoài. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.